thì chúng ta đã thấy một cái Facebooker có tên là Bùi Mạnh Cảnh. Đây là một tên rất là khốn nạn. Khốn nạn là bởi vì nó cứ viết những cái điều linh tinh để nó xuyên tạc, để nó vu cáo cho người nọ, người kia. Từ ngày mà chúng ta thấy nó xuất hiện trên không gian mạng này thì chúng ta thấy nó cứ la liếm ở trong đủ các cái ổ nhóm, có cái tư tưởng mà nó không chính thống, nó không lành mạnh. Lúc thì nó xà vào VHK, lúc thì JWQ, lúc thì nhóm bảo vệ danh tướng, ở cái, thậm chí nó vào cả trong cái nhóm của cái bọn Van Thi Van, Trần Đức Trí. Đây là một cái bọn rất là vô lương tâm, nó không có cái nhận thức gì, nó xuyên tạc, nó xúc phạm đến những vị tướng. Mà những vị tướng này chính là niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam, chính là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam. Bởi vì họ đã cùng với toàn đảng, toàn dân giành hết thắng lợi nọ đến thắng lợi kia trong cuộc trường chinh chống quân xâm lược. Và có ai đó nói rằng những vị tướng chân chính như thế họ chính là nguyên khí quốc gia. Rất đúng. Bởi vì xung quanh họ là bao nhiêu đồng đội, là bao nhiêu nhân dân tin yêu họ, ủng hộ họ, kính trọng họ, bảo vệ họ. Họ thực sự là nguyên khí quốc gia. Thế nhưng mà tên Bùi Mạnh Cảnh và một số tên như là Van Thị Van, Trần Đức Trí, rồi thì thằng gì nhóc con này, vì Thái Mai ấy đó. Đây là một cái lũ rất là, phải nói là cái bọn này nó cái chủ trương của nó là để đánh phá, là bôi nhọ, để làm hỏa mù, để đánh vào niềm tin của người dân chúng ta đối với lại quân đội nhân dân Việt Nam. Và ngày nay cũng thế, bọn chúng vẫn tiếp tục cất lên những cái tiếng nói lạc lõng, những tiếng nói của những con chó hoa để nó xúc phạm đến những vị tướng của chúng ta. Cho nên chúng ta cần thiết phải lên tiếng cảnh báo và vạch mặt những kẻ này. Chúng ta không chỉ bảo vệ uy tín, danh dự cho những vị tướng mà chúng nó bôi nhọ, mà việc làm của chúng ta khi vạch mặt bọn chúng chính là chúng ta đang bảo vệ cái nguyên khí quốc gia, chúng ta đang bảo vệ cái danh thơm, cái danh dự vô cùng cao quý của quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi họ xứng đáng là những hạt nhân xuất sắc, là những lá cờ tiêu biểu trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Họ xin được nhắc lại, chúng ta nói không cần ngại ngùng, họ thực sự đã là niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam. Họ thực sự là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Bởi vì họ đã cùng với quân đội và nhân dân chúng ta đã đánh thắng và làm thất bại tất cả các mưu đồ của những kẻ xâm lược, dù chúng là những kẻ thù mạnh nhất trên thế giới. Đây, một cái sự xúc phạm rất là trắng trợn và rất là điên cuồng của cái tên Bùi Mạnh Cảnh này. Bài này nó viết mới viết ngày hôm qua, ngày 9 tháng 4. Ngay cái tựa đề thì nó đề là Phản Phúc và Bội Bạc. Và nó đăng hình của hai vị trung tướng, hai vị tướng niềm tự hào và tấm gương sáng cho quân đội nhân dân và cho nhân dân chúng ta. Mặc dù các anh đã về hưu, nhưng với tinh thần trách nhiệm, với phẩm chất cao quý của anh bộ đội Cụ Hồ, với phẩm chất sáng ngời của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, họ vẫn chưa ngơi nghỉ, họ vẫn cùng với lại các lực lượng cựu chiến binh chân chính, với những người yêu nước chân chính cất lên tiếng nói của mình. Đây, bài viết của cái thằng này nó ngắn thôi, nhưng mà mục đích là nó chỉ trích và nó bôi nhọ lên danh dự của hai vị tướng, niềm vinh dự của chúng ta, niềm tin yêu của chúng ta, đó là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Thiếu tướng Hoàng Kiệt. Và chúng ta hãy thử xem
chúng nó đã xúc phạm và chúng nó đã nói như thế nào về hai vị tướng này. Và Trần Ngơ sẽ căn cứ vào đây để vạch mặt cái thằng khốn nạn Bùi Mạnh Cảnh này. Phản phúc và bội bạc, ai đã đem lại vinh quang cho các ông? Phong tướng, bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong quân đội, tặng thưởng những danh hiệu cao quý như giải thưởng Hồ Chí Minh, anh hùng lực lượng vũ trang, các loại huân huy chương khác. Đảng đấy, không ai khác, thưa các ông. Vâng, cái điều này thì chúng ta, nếu như mà chúng ta ngắt ở cái đoạn này thì nó nói không sai. Thế nhưng mà có một cái điều quan trọng nhất mà cái thằng khốn này nó không dám viết ra, thằng Bùi Mạnh Cảnh ấy. Mặc dù những điều nó nói không sai, nhưng phải vào tự thân phấn đấu, phải ý thức được rằng mình đang đi trên con đường đúng, toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, và đã lập được những thành tích vô cùng xuất sắc thì mới được Đảng và quân đội giao những trọng trách. Đảng phải tin tưởng, quân đội phải tin tưởng, và bằng cái nỗ lực, bằng cái kiến thức, bằng cái khả năng của mình, họ mới được đảm nhận những cái chức vụ quan trọng như thế. Ở đây nó muốn xóa mờ, làm mờ đi cái cố gắng, cái nội lực trong cá nhân, trong khi chúng ta thấy chúng nó rất là ngu dốt ở một chỗ. Khi nói về những vị tướng chân chính, những người có thực sự có đóng góp, thực sự có cái hiểu biết, thực sự vì nền độc lập tự do của Tổ quốc này, thì nó lại không nói gì đến cái việc vì sao họ được như vậy. Nó chỉ đúng một vế, Đảng giao trọng trách, cái đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà đâu phải là ai cũng được giao những trọng trách như thế. Hàng vạn những quân nhân mới có được những người như các anh Hoàng Kiền và Nguyễn Thanh Tuấn. Chứ đâu phải là ai cũng thế là đời, thế là được Đảng phong danh hiệu nọ, danh hiệu kia. Đấy. Trong khi chúng ta thấy nói về Nguyễn Quốc Thước, thì chúng nó toàn nói là do cái khả năng của ông ấy, do cái cá nhân của ông ấy, nào là trải qua trường chinh, nào là đóng góp, nào là thế lọ, nào là thế trai, nghe mà nó phát ngán lên. Đó. Cùng một cái nhìn, nhưng mà trong cách hai cách nó thể hiện, chúng ta cũng thấy được cái ý đồ rất rõ ràng đánh phá của cái tên Bùi Mạnh Cảnh, cũng như là trong cái ổ nhóm giỏi bọ, cứ gọi vậy cho nó nhanh, như gọi kia nó phiền phức. Chỉ cần nghe một câu nói của Trung tướng Bùi Thanh Tuấn thì chúng ta đã phải ngả mũ kính phục và răm rắp đi theo, xếp hàng đi theo để bảo vệ. Bởi vì anh, cái anh bảo vệ là cái đạo lý của dân tộc này: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đó không phải là anh bảo vệ cho riêng cá nhân anh bảo vệ cái nền tảng, cái đạo lý của dân tộc. Anh ấy đã từng nói, chúng tôi sẽ chiến đấu tới chừng nào bọn lịch sử về ra các nghĩa trang quỳ xuống lạy trước các hương hồn liệt sĩ. Đây là câu nói thể hiện đầy đủ cái phẩm chất của một anh bộ đội Cụ Hồ, luôn nhớ về những người đồng đội của mình, có trước, có sau. Và đây cũng chính là đạo lý của cái dân tộc này: ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta có những ngày tháng êm ả như thế này, chúng ta phải nhớ lại hàng triệu liệt sĩ của chúng ta đã nằm xuống. Đây là sự chân quý của người dân. Chúng tôi chỉ cần nghe một câu nói này, chúng tôi đã dành cho ông những cái sự trìu mến, những cái sự tin tưởng. Không chỉ như vậy, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trung tướng, ông đã không nề hà việc cá nhân, việc gia đình, phải bỏ ra những thời gian, những công sức để tập hợp lại những ý kiến của quần chúng nhân dân, của bạn bè, của những cựu chiến binh, rồi tổng hợp lại cùng với những người đồng đội của mình. Đó là Thượng tướng Võ Tiến Trung, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, để đem tiếng nói của người dân đưa lên với những cơ quan chức năng của Đảng. Đây là tinh thần trách nhiệm tuyệt vời. Đáng lẽ ra những thời gian đó các ông ấy có quyền nghỉ ngơi như bao nhiêu người khác. Thế nhưng mà với tinh thần trách nhiệm, với tinh thần đồng đội đã thấm đẫm vào trong con người, cho nên các ông ấy đã vẫn tiếp tục phát huy được cái vai trò tiên phong của người cộng sản
của anh bộ đội Cụ Hồ. Lắng nghe, góp tiếng nói để vạch trần ra những cái thủ đoạn nham hiểm nhưng vô cùng tác hại của bè lũ lịch sử, để nói với Đảng rằng quần chúng, đây là ý kiến của quần chúng nhân dân, đây là ý kiến của những cựu chiến binh, của nhiều tầng lớp nhân dân. Các ông đã tình nguyện làm cái cầu nối để những ý tưởng, để những suy nghĩ, để những cảm xúc của người dân từ mọi làng quê hẻo lánh, từ mọi miền xuôi miền ngược đến được với Đảng. Đây là điều rất cần thiết, không phải ai cũng làm được đâu. Bùi Minh Cảnh, mày thường hỏi ông Nguyễn Quốc Thước mày đã làm được một cái việc gì được như những ông Nguyễn Thanh Tuấn, ông Hoàng Kiền và ông Võ Tiến Trung chưa? Hay là ông ấy chỉ quậy phá? Ai cho ông Nguyễn Quốc Thước của mày những cái danh hiệu đó? À, thằng bất dạy Bùi Minh Cảnh. À, tại sao mày biết hỏi những vị tướng khác như thế, thì tại sao mày không hỏi ông Nguyễn Quốc Thước ai đã cho ông những cái này? Ông đã xứng đáng với cái này chưa? Mày phải nhìn nhận được rằng những ông như Võ Tiến Trung, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Kiền và một số vị tướng khác ở đây nhiều quá không thể nhắc được. Đó là sự họ thể hiện cái lòng biết ơn đối với Đảng, đối với nhân dân. Họ không muốn làm mất niềm tin của Đảng với nhân dân đã có thời gian trao cho họ và họ đã hoàn thành xuất sắc. Bây giờ họ được nghỉ ngơi rồi, nhưng họ vẫn không phụ cái niềm tin của Đảng, của nhân dân. Họ tiếp tục cùng với lại quần chúng đấu tranh vạch mặt cái một lịch sử. Mày phải nghe mà mày hiểu cho rõ. Bây giờ ta chỉ yêu cầu mày và là cái bọn bảo vệ danh tướng của mày quay lại hỏi ông Thước mà câu, ai cho ông những cái này vậy thưa ông? Ông đã xứng đáng với cái này chưa? Sao mày không hỏi ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước lấy một câu như vậy thôi xem ông trả lời như có thế nào? Chị Ngư xin được đọc tiếp. Chỉ vì hằn học cay cú ăn thua đủ với những nhà sử học mà các ông quy chụp họ là trở cờ, là lịch sử, các ông đã buông những lời xuyên tạc phỉ báng Đảng như thế này đây. Đây là một câu văn vô cùng cực kỳ tối nghĩa, nhưng mà nó mang một cái ác tâm vu cáo rất là khốn nạn của tên Bùi Minh Cảnh này. Chỉ vì hằn học cay cú ăn thua đủ với những nhà sử học. Cái cú cái gì, ăn thua cái gì? Chúng nó viết sai thì không chỉ là những vị tướng đó, chúng tao thằng dân này cũng còn kịch chịu không được, còn phải chỉ vào mặt những thằng Vũ Minh Giang, những thằng Nguyễn Mạnh Hà là đéo mẹ chúng mày. Chúng mày là cái phường lịch sử, chúng mày là phường ăn cháo đa bát, chúng mày là phường vong ơn bội nghĩa. Đảng cho chúng mày ăn học lên lên phó giáo sư, lên lên tiến sĩ, chỉ có giao cho chúng mày nhiệm vụ là lịch sử dân tộc có cái gì thì ghi cho đúng, thống kê lại. Chứ có bắt chúng mày làm công to việc lớn gì đâu. Chúng mày nghiên cứu cái gì? À, là mà những thằng Vũ Minh Giang như là cái thằng Nguyễn Mạnh Hà cay cú gì với lại chúng nó? Tao đây, tao chẳng có cay cú gì mà tao suốt ngày lên tao chửi bởi vì tao bức xúc những cái lũ như thằng Vũ Minh Giang, như thằng Trần Đức Cường, Nguyễn Mạnh Hà. Chúng nó là cái phường ăn cháo đa bát, là cái phường khốn nạn, là cái phường vong ân bội nghĩa. Cho nên một thằng dân bình thường như tao, tao cũng chỉ vào mặt thằng Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Minh Giang, đéo má chúng mày. Chúng mày mà không biết tử tế là chúng tao còn chửi chúng mày suốt ngày. Còn những vị tướng kia thì là hàn học cái gì? Họ cũng chỉ là tổng hợp những ý kiến của quần chúng nhân dân. Họ cũng chỉ là tình nguyện làm một cái cầu nối để chuyên trở những bức xúc của tao với những cái tầng lớp nhân dân khác, để đưa tiếng nói đó ở khắp mọi miền đến với Đảng. Đây này, chỉ vì những thằng lịch sử vớ vẩn này nó ăn cháo đá bát cho nên quần chúng nhân dân vô cùng bức xúc và họ hỏi thẳng vào mặt những thằng Vũ Minh Giang và thằng Nguyễn Mạnh Hà. Chúng mày nói 74 thằng quân dân Việt Nam Cộng Hòa là yêu nước thì chúng nó yêu cái nước nào? Đảng gọi chúng nó là bè lũ bán nước, tại sao bây giờ các ông ấy lại gọi là yêu nước? Đây là bức xúc chung. Ở đây là không có cái sự hằn học gì cả, chúng ta nói cũng chỉ để muốn để nó tỉnh ngộ ra, nó trở thành con người bình thường. Mà mày lại nói là vì hằn học, vì ăn thua đủ với lễ. Đến cỡ như tao mà thằng gác cổng cho mày chê, mà tao chẳng cần hằn học, chẳng cần ăn thua gì mấy cái thằng mất dạy Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Đức Cường. Mà mày lại nói là các vị tướng đó hằn học, ăn thua đủ với lễ. Mày là một con chó không nhìn nhận được sự thật.
Cho nên bài viết của thằng này nó tuy là rất ngắn nhưng mà nó lại hội đủ những cái sự bẩn thỉu trong cái con người của thằng Bùi Mạnh Cảnh này. Đọc lên một chữ là thấy bức xúc lên là một chữ. Đây Trần Ngơ đọc lại cho mọi người xem của là chúng nó viết một cách khốn nạn như này này. Chỉ vì hàn học cay cú ăn thua đủ với những nhà sử học mà các ông quy chụp là trở cờ, là lịch sử. Các ông đã buông những lời xuyên tạc phỉ báng đảng đấy. Câu này một cái phải nói là vu cáo một cái trắng trợn. Cái mà cha cái thằng Bùi Mạnh Cảnh mày thử đưa ra mà dẫn chứng xem ông Nguyễn Thanh Tuấn, ông Hoàng Kiền, ông ấy đã phỉ báng đảng như như coi thế nào mà mày dám viết như thế. Đó, mọi người cũng phải nhìn rõ được cái bản mặt. Nhưng mà qua đây nó thể hiện một cái, ngoài cái sự ngu dốt thì đây cũng chính là cái sự bế tắc, những con đường cùng của những con chó hoang. Bây giờ tất cả mọi việc chúng ta đều thấy chúng nó chỉ còn biết đi xuyên tạc, thậm chí dựng lên cả những cái tài liệu giả như là tên Lê Xuân Nghĩa, thằng con Kỳ Nhông xứ Ban Mê, rồi cả cái thằng đại tá Nguyễn Mạnh Hà. Nó vẫn lừa đảo quần chúng là ông Vũ Minh Giang lại được Ban Chấp hành Trung ương bổ nhiệm vào Hội đồng Lý luận Trung ương. Đây là cái gì? Đây là cái sự xuyên tạc. Ngoài cái sự xuyên tạc là cái sự bế tắc. Cố đấm ăn xôi rồi nó hơi nhẹ, nhưng mà cái bọn này là phải nói là nó vào cái thế cùng rồi. Càng ngày chúng ta càng thấy nó thể hiện một cái sự rất là bế tắc. Thế nhưng nói là nói vậy, chúng ta cũng không thể coi thường bọn này được. Bởi vì như Đảng đã nhận định, trong hàng ngũ của Đảng vẫn còn có những kẻ tự chuyển biến, tự thoái hóa. Nó đang lợi dụng những vị trí địa vị của mình để thực hiện cái âm mưu, những cái giá tâm này. Cho nên chúng ta không thể lặng im được. Sáng nay thì Trần Ngư có đọc một bài viết của Nguyễn Liễu. Bài Nguyễn Liễu rất đúng. Nhưng mà Trần Ngư cho rằng nó cũng chưa thể dừng được. Cho dù Đảng đã có những cái phán quyết, có những nhận định minh mạch, thì có thể là chúng ta tạm dừng thôi. Chứ bởi công cuộc đấu tranh này là công cuộc đấu tranh thường xuyên. Chúng ta rồi đời con cháu chúng ta vẫn phải tiếp tục đấu tranh. Bởi vì đây là quy luật tất yếu của cuộc sống. Xã hội nó cũng giống như một cái vườn rau vậy thôi. Cần như nói thế cho đơn giản. Chúng ta rất chăm chút, để ý từng tí một. Có cây cỏ là chúng ta nhổ, có con sâu là chúng ta không nào hết được. Thì xã hội nó cũng thế. Mình rất ủng hộ cái bài viết của Nguyễn Liễu. Nó cũng thể hiện cái sự mong muốn của người dân để chờ đợi cái sự phán xét của các cơ quan chức năng. Đó là điều Trần Ngơ thấy rằng Nguyễn Liễu đã viết dùm tất cả mọi người. Nhưng mà theo như Trần Ngơ thì chúng ta chỉ có thể là reo mừng lên một thời gian, nhưng công cuộc đấu tranh thì nó sẽ mãi sẽ còn tiếp tục. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Tất nhiên bài viết rất là đã nói dùm được hầu hết những cái mong muốn của người dân, cho nên là rất hoan hô cái bài viết của Nguyễn Liễu. Chúng tôi những người dân đang ngày đêm chờ đợi cái sự phân xử của các cơ quan chức năng. Trước mắt là tạm thời trên không gian mạng, lực lượng 47 hãy nêu cao vai trò trách nhiệm của mình để định hướng dư luận, để phân luồng phân tuyến, để không xảy ra những sự ùn tắc, để không xảy ra những sự xung đột trên không gian mạng này. Một cái bài viết rất ngắn của thằng Bùi Mạnh Cảnh thôi, nó vừa thể hiện được cái sự khốn nạn, nó vừa thể hiện được cái sự ngu dốt, nó vừa thể hiện được cái sự bế tắc của cái lũ này. Đó, nó quy chụp, nó xuyên tạc vu cáo chỉ vì hằn học cay cú ăn thua với những nhà sử học. Người dân chúng ta còn bực cái người mà chẳng có hằn học, chẳng có ăn thua gì, bực mình với sự khốn nạn của những đứa lịch sử, căm phẫn vì những kẻ này đã được Đảng tin tưởng giao ra nhiệm vụ, nhưng chúng nó lại lợi dụng cái vị trí công tác của chúng nó để thực hiện cái âm mưu xuyên tạc lịch sử, phục vụ cho những âm mưu diễn biến hòa bình. Chúng ta căm phẫn, chúng ta muốn đập chết mấy thằng lịch sử. Chứ còn mấy vị tướng kia là họ không thể chịu được cái sự xuyên tạc, một cái sự phản trắc bỉ ổi như của thằng Nguyễn Mạnh Hà, của thằng Nguyễn Minh Giang. Mà công an có đả động gì đến mấy cái thằng này, ông mang ý kiến tập hợp, mang ý kiến đồng thời ấy để mà đến với các cơ quan chức năng, chứ ông hành học cái gì mà mày nói là hành học.
mà mới nói là đây này một câu này nữa, nó là khốn nạn lắm. Các ông đã buông những lời xuyên tạc phỉ báng đảng thế này đây thì là coi như là thế nào hả mà cha cái thằng Bùi Mạnh Cảnh. Đây lại một cái câu cuối nữa cũng lại thể hiện cái sự ngu dốt, cái sự xuyên tạc, sự vu cáo một cách vô cùng trắng trợn, bỏ qua lời tuyên thệ dưới cờ khi các ông được kết nạp đảng, bỏ qua sự ba hoa khoác lác của các ông. Sao lại bỏ qua? Đúng là văn lủng củng, cái thằng này chắc mới học hết lớp 1. Của các ông khi nói trên mọi diễn đàn chỉ là người bình thường, sống có nghĩa, có tình, thủy chung son sắt và nhân hậu. Có ai nói về đảng của mình như các ông không? Mày hỏi cái ông tướng Nguyễn Quốc Thước của mày chúng mày đang bảo vệ đấy. Ông ấy đã chọn trung, chọn hiếu với đảng chưa? Hay là ông ấy đang ba hoa khoác lác? Ông ấy đã có nghĩa, có tình chưa? Ông ấy có nghĩa không? Khi ông ấy muốn xếp những đồng đội của ông ấy bị chính những thằng tay sai bắn chết đứng ngang hàng với họ. Ông có nghĩa có tình không khi ông quên đi rằng trên cầu vai của ông ấy là máu xương của đồng đội của ông ấy đấy. Mà bây giờ ông ấy là muốn xếp những cái thằng tay sai, những thằng hèn nhát ở ngoài Hoàng Sa đứng ngang với những đồng đội của ông ấy là những Bế Văn Đàn, là những Phan Đình Giót, là những Tô Vĩnh Diện. Đó là tinh hoa, đó là niềm tự hào, đó là niềm kiêu hãnh của quân đội nhân dân và nhân dân Việt Nam. Ông có nghĩa có tình không? Hả thằng khốn nạn Bùi Mạnh Cảnh và cái lũ dòi bọ cho mày. Ăn nói như một cái lũ mất dạy, như một lũ du côn. Mà thử tìm ra một cái khuyết điểm gì của những ông Vũ Tiến Trung, Nguyễn Thanh Tuấn và Hoàng Kiền. Họ ba hoa cái gì mà là mày dám mở mồm ra nói thế. Những bài viết của họ chính để nhắc nhở cho thế hệ sau, cho những người đồng chí, đồng đội của họ, cho những con em của họ phải hiểu rằng đây mới là sự thật. Mà mày nói họ ba hoa là ba hoa cái gì? Cho nên cái thằng này không chửi không được. Vâng, có ai muốn lên nói chuyện thì xin gọi vào nickname Giàng A Lù nha, Trần Ngơ sẽ mời lên. Người ta có nói về đảng thì người ta nói một cách trung thực, nói là cái đúng. Chỉ có cái thằng Nguyễn Quốc Thước là nó nói về đảng là nói bố láo. Đảng nói là đế quốc Mỹ là kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược này. Nhưng mà nó nói rằng đế quốc Mỹ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, đó mới là nói bậy đấy. Nghe rõ chưa thằng Bùi Mạnh Cảnh? Người dân này, đảng và lãnh tụ Việt Nam gọi những cái gọi ấy, cái lũ Việt Nam Cộng Hòa này là bè lũ bán nước. Nó được thể hiện rất rõ trong bài hát chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, có tựa đề là Giải phóng miền Nam của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng. Thế mà ông Thước của là chúng mày lại có những cái nhận định hết sức sai lầm, muốn xuyên tạc về cái nhìn, cái đánh giá, muốn xuyên tạc cái thế giới quan của Đảng và của Bác Hồ, để nói những tên lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa này họ cũng có tinh thần yêu nước, có tinh thần chống quân xâm lược. Đó mới là sự nói bậy, đây mới là sự làm vấy bẩn lên cái đạo lý. Còn ông Võ Tiến Trung, ông Nguyễn Thanh Tuấn, ông Hoàng Kiền, ông ấy đang bảo vệ cái đạo lý sáng ngời của dân tộc. Các ông đang phát huy rất tốt, nghe theo lời dạy của tổ tiên họ là ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ nguồn. Các ông luôn nhớ về những người đồng đội của mình đang nằm ở những nghĩa trang là gì. Chỉ cần một câu nói của ông Nguyễn Thanh Tuấn thôi là cả đời cái thằng Nguyễn Quốc Thước theo chưa kịp, khi nó là cái muốn đi vinh danh những cái tên giặc. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến khi nào bè lũ lịch sử về ra nghĩa trang quỳ xuống lạy trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là quyết tâm mà nó còn là cái đạo đức, là đạo lý, là phẩm chất của một con người cộng sản, của một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Mày hỏi theo ông coi như là Thước mà xem ai trao cho ông những cái đó. Và ông Thước làm sao mà là đã bằng được anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Kiền, lại còn được tặng thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh về những thành tích, về những đóng góp, về sự tận tâm tận lực vì đồng đội, vì đất nước này, về chủ quyền của đất nước này.
biết bao nhiêu anh hùng lực lượng vũ là trang kia, họ có ai mà là công thần có vỗ ngực à, là như ông Thước hay không? Mà mày lên đây là cái thằng Bùi Bình Cảnh, mày lên đây mày sắc sược, mày xúc phạm, mày bôi nhọ danh dự của những cái vị tướng chân chính như thế. Những vị tướng như Võ Tiến Trung, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Kiền, Trần Ngọc Thổ và nhiều vị tướng khác, họ đã phát huy rất tốt, họ đang là niềm tin, là chỗ gửi gắm về mặt tinh thần của những cựu chiến binh chân chính, của những người Việt Nam chân chính. Họ làm việc này chẳng vì một cái mục đích cá nhân nào của họ cả, vì một cái sự bình yên chung của dân tộc, vì những người đồng đội đã nằm xuống. Chỉ có bầy chó như cái lũ Bùi Bình Cảnh này, chúng mày không biết phân biệt, chúng mày mới ăn nói như một kẻ hồ đồ, như một kẻ khốn nạn như vậy. Bảo vệ nền tảng đạo lý, bảo vệ những vị tướng này, bảo vệ danh dự và đập vào mõm những cái kẻ xuyên tạc, nói xấu họ, chính là nhiệm vụ của mỗi công dân chân chính của nước Việt Nam. Bởi vì chúng ta không chỉ bảo vệ cho những vị tướng như Võ Tiến Trung, như Nguyễn Thanh Tuấn, như Hoàng Kiền, như Trần Ngọc Thổ, mà đây là chúng ta đang, chính là chúng ta đang bảo vệ cái nền tảng quan điểm tư tưởng của Đảng. Bởi những vị tướng vừa nêu tên, chúng ta thấy họ đang nói và làm theo cái tinh thần đó, theo tinh thần của nghị quyết 35. Chúng ta phải biết nhận định đánh giá một cách đúng đắn, chứ không thể mà có cái giá tâm như Nguyễn Quốc Thước, như cái bè lũ bảo vệ ông. Chúng ta phải biết vạch mặt ra những kẻ đang tại vị có chức có quyền, như thằng Nguyễn Văn Minh, nó đang thực hiện một cái công việc mà phải nói là cực kỳ khốn nạn, mà Đảng và quân đội không bao giờ cho phép những đảng viên, những quân nhân của mình được làm những việc như thế. Cái kỹ năng tối thiểu của người lính ở trong cái con người thằng Nguyễn Văn Minh nó không còn nữa. Ngay từ lúc chập chững bước vào đời quân ngũ thì cái kỹ năng tối thiểu của người lính đã được truyền đạt, giáo dục cho từng chiến sĩ rồi. Biết mình đang ở đâu, mình chiến đấu vì cái gì, trước họng súng của mình là kẻ nào. Đó là kỹ năng tối thiểu của một chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy mà trải qua bao nhiêu năm tháng trong quân đội, những kẻ khốn nạn như thằng Nguyễn Văn Minh này, nó lại coi cái nơi sinh ra nó lại coi cái nơi mà chúng nó phải hy sinh, dù có phải hy sinh cũng phải bảo vệ, để nó miệt thị, để nó vu cáo. Cho nên Nguyễn Văn Minh thực sự nó không còn là một anh bộ đội Cụ Hồ nữa. Nó là kẻ đang lợi dụng địa vị, vị trí công tác, chức quyền để thực hiện cái dã tâm của bầy dã thú. Kể cả Nguyễn Quốc Thước nữa, hai bác cháu nó đã toa rập với nhau để lên đây mạt sát người dân, để lên đây chỉ trích truyền thông của Đảng. Vâng, cho phép Trần ơi được chào tất cả các anh chị và mọi người đang coi livestream của Trần ơi nhé. Ngày xưa Trần Ngơ cũng đánh đá có tiếng trong làng này, mà rất tiếc là làng Trần Ngơ nhiều người đánh đá quá, chứ có ấy đáng được đi thi mà. Nhưng mà mấy bà kia bà ấy chửi còn hay đúng quá, cho nên Trần Ngơ vẫn chỉ để tép riêu thôi.